và ghi bàn duy nhất của Quang Hải, mang về chiến thắng tối thiểu cho tuyển Việt Nam trước Malaysia, ở bảng G vòng loại World Cup 2022, tối 10 tháng 10. Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu đầy khó khăn và chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, mọi thứ đã được giải tỏa khi Quang Hải, tung cú móc bóng điệu nghệ ở góc hẹp đánh bại Paris -An, mở tỷ số trận đấu. Việt Nam 1-0 Malaysia, quan hải ghi bàn đẳng cấp, một quan hải rực sáng trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia sang hiệp 2. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang Seo chơi chặt chẽ, hiệu quả và vô hiệu hóa hoàn toàn hàng công của Malaysia. Nếu anh Đức không bỏ lỡ cơ hội, đội tuyển Việt Nam đã cầm chắc sớm chiến thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Với kết quả này đoàn quân huấn luyện viên Park Hang Seo cùng được 4 điểm như đội đầu bảng Thái Lan, ở bảng cờ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu đầy khó khăn và chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, mọi thứ đã được giải tỏa khi Quang Hải, tung cú móc bóng điệu nghệ ở cốc hẹp đánh bại Paris An, mở tỷ số trận đấu. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, một Quang Hải rực sáng trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia sang hiệp 2, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang Seo chơi chặt chẽ hiệu quả và vô hiệu hóa hoàn toàn hàng công của Malaysia. Nếu Anh Đức không bỏ lỡ cơ hội, đội tuyển Việt Nam đã cầm chắc sớm chiến thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Với kết quả này, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cùng được 4 điểm như đội đầu bảng Thái Lan, ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, với bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Phút 9-03 Malaysia tấn công trong vô vọng nhưng họ không thể uy hiếp cầu môn của Văn Lâm. Việt Nam 1-0 Malaysia. Quang Hải ghi bàn đẳng cấp hai sư ma Re bất lực trong các tình huống tranh chấp với Văn Hậu phút 90 đội tuyển Malaysia cầm bóng nhiều hơn, nhưng các pha phối hợp của họ liên tục hỏng ăn. Phút 85, huấn luyện viên Park Hang-seo có sự thay đổi người bất ngờ khi Văn Toàn rời sân nhường chỗ cho Việt Phong. Phút 80 Văn Toàn chơi khá nổi bật trên sân Văn Toàn, liên tục có các pha đi bóng đầy tốc độ khiến hàng thủ Malaysia gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cầu thủ Hà Gia Lai chưa có pha kết thúc chính xác. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, ba Văn Toàn chơi ấn tượng trong số cả trận đấu Việt Nam 1-0 Malaysia. Quang Hải ghi bàn đẳng cấp 4 phút 73 anh. Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc trọng hoàng, đột phá vào vòng cấm rồi căng ngang để anh Đức chức điểm, tiếc là trung vệ ít yêu Gia Phương An đã cứu thua trên phạt vôi. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, năm tình huống trọng hoàng căng ngang để Anh Đức trước điểm Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp. 6 gan trong vòng vây các cầu thủ Việt Nam phút 72 hùng dũng, thực hiện cú đá phạt chết bên góc trái, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Việt Nam 1 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, bảy đội tuyển Việt Nam được hưởng khá nhiều các tình huống cố định phút 69 Quang Hải thực hiện cú đá phạt nguy hiểm vào trong, tiếc là Anh Đức không thể đánh đầu trúng bóng phút 65 văn toàn đột phá và bị Matthew đây vi phạm lỗi, hậu vệ Malaysia ngay lập tức nhận thẻ vàng. Phút 62 công phượng rời sân, nhường chỗ cho anh Đức phút 59 văn hậu, nhận thẻ vàng xếp y quy đột phá bên góc phải và văn hậu buộc phải phạm lỗi, và nhận thẻ vàng. Cú đá phạt sau đó của Safa Kujacic đã không thành công. Phút 56 Malaysia chân cao đội hình, tuy nhiên các đường bóng tấn công của họ vẫn đầy bế tắc. Phút 52 trọng hoàng tăng tốc bên cánh phải, tiếc là cú tạt bóng vào trong của anh đi thiếu chính xác. Phút 49 công phượng tỷ bóng cho văn toàn băng xuống, nhưng thủ môn faris An đã kịp lao ra cản phá. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, 8 công phượng trong vòng vây các cầu thủ Malaysia phút 46 huấn luyện viên Park Hang Seo, quyết định rút Tuấn Anh rời sân và thay bằng Đức Huy. Hiệp 1 kết thúc, với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trận đấu có 1 phút bù giờ, và không có thêm tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Việt Nam 1 Malaysia, quan hải ghi bàn đẳng cấp, chính Việt Nam 1 Malaysia, quan hải ghi bàn đẳng cấp, 10 quan hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu Việt Nam 1 Malaysia, quan hải ghi bàn đẳng. Cấp 11 hiệp 1 khép lại với lợi thế thuộc, về các chàng trai áo đỏ phút 44 sa pha gui ra xích thực hiện quả đá phạt khó chịu, vào trong, tuy nhiên các cầu thủ Malaysia đã không theo kịp đường bóng phút 39 Quang Hải móc bóng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải, có pha bấm bóng tinh tế và Quang Hải bay người móc bóng hạ Paris mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, 12 pha tung người móc bóng đẳng cấp quả Quang Hải Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp 13 Quang Hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam Việt Nam 1-0 Malaysia. Quang Hải ghi bàn đẳng cấp 14 phút 37 công phượng, đột phá bên ngoài vòng cấm và bị hậu về trái ông phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Cú đá phạt sau đó của Quang Hải không qua được hàng rào. Việt Nam 1-0 Malaysia. Quang Hải khi bàn đẳng cấp 15 tình huống công phượng, bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm phút 35 trọng hoàng, nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với sáp IQ phút 34 đội tuyển Việt Nam, tấn công ăn ý và văn hậu đột phá trong vòng cấm, tiếc là không qua được đây vi. Phút 33 sau giai đoạn tăng tốc, cả hai đội bắt đầu giảm nhiệt độ trận đấu và chờ đợi đối thủ sai lầm phút 28 quan Hải sút tung lưới Malaysia, nhưng trọng tài đã thổi việc vị Hùng Dũng, căng ngang và quan Hải sút tung lưới Paris nhưng trọng tài đã thổi việc vị cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Phút 23 Sa Pha có tình huống ném bóng mạnh bên cánh trái, thủ môn Văn Lâm bắt hụt nhưng rất may là Văn Hậu đã kịp thời đánh đầu cứu nguy. Việt Nam 1 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp. 16 Quang Hải chơi đầy song sáo ở giữa sân, phút 17 Quang Hải liên tục có hai tình huống đá phạt bên góc phải và treo bóng vào trong, nhưng đều không thành công. Phút 15 khu vực giữa sân đang khá nóng, cầu thủ hai đội chơi quyết liệt và không cho đối thủ có cơ hội triển khai bóng. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp. 17 Văn Toàn tạo ra nhiều sóng gió bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Phút 11 cầu thủ Malaysia nhận thẻ vàng đầu tiên từ quả phạt góc Trung vệ Sa ôm sát nhận thẻ vàng cho cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm đội tuyển Việt Nam. Phút 10 trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng, Malaysia có phần nhỉnh hơn ở các tình huống tranh chấp tay đôi. Việt Nam 1-0 Malaysia, Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, 18 tình huống duy mạnh truy cản tang A2 phút 07 văn toàn, đột phá và ngã trong vòng cấm sau pha pha chạm với Davy, nhưng không có phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Phút 03 tiền vệ can phạm lỗi với Tuấn Anh ở giữa sân, trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng công phượng đang chơi đầy xông xáo trên hàng công